Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình. Hôm nay mình quay mình chia sẻ các bạn về xe Nissan ha. Các bạn cùng đi với mình ha, coi xe Nissan ở Mỹ so cái giá với ở Việt Nam coi nó có chênh lệch bao nhiêu không các bạn. Ok, các bạn cùng đi theo mình ha. Đó, bây giờ quay tới Nissan Rogue cho các bạn xem. Chiếc này đời 2019 này các bạn. Đây, có thử coi bao nhiêu tiền. Chiếc này màu đen. Chiếc này 26.000 mai các bạn. Đời 2019 mà nó 22.900. Chiếc màu đen này SUV. Qua chiếc màu xanh cho các bạn xem. Cái này Nissan Pro nha các bạn, giống xe mình. Chúc mừng quay xe mình cho các bạn xem. Cái này đời 2017 đó, bạn thấy không? Quay gần cho bạn xem nè. SL mà chiếc này 23.900, chiếc này nó giống cái điều của mình luôn đó bạn, no warranty. Thì ở trong nó cũng có ghế da, nó có bản đồ các bạn, ghế trong màu kem 23.000. Mình quay các bạn xem chiếc màu xanh. Còn đây chiếc màu xám rồi. Cái này đời 2018 luôn các bạn, SL luôn. Mà chiếc này cũng 23.900 luôn. Quay sơ sơ các bạn xem ha. Nissan Rogue màu xám. Đời 2018. Hello. Nó giống xe mình đó, mà xe mình đời 2016 các bạn. Xe mình là đủ đồ hết trơn. Camera trước sau bên hông là có đủ hết trơn các bạn thấy không? Thì mấy chiếc này cũng vậy. Chiếc đen nó 2019, 2018. Xe mình thì 2017.